Theo các mục tiêu mới, châu Âu đặt mục tiêu hạn chế 40% lượng khí thải CO2 vào năm 2030 so với năm 2005, thay vì 30% theo mục tiêu hiện tại. Các nước có nền kinh tế phát triển sẽ phải đối mặt với các mục tiêu cao hơn. Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Luxembourg và Thụy Điển phải thực hiện mục tiêu cắt giảm 50% lượng khí thải vào năm 2030. Luật mới cũng thắt chặt lượng khí thải tiết kiệm được từ những năm trước hoặc trong tương lai mà các quốc gia có thể gửi và vay để đạt được mục tiêu của mình. Ngoài ra, kế hoạch mới cũng tăng cường mở rộng các khu rừng đầm lầy và các bể hấp thụ khác của châu Âu có khả năng hấp thụ khí CO2 từ khí quyển để đảm bảo loại 310 triệu tấn CO2 vào năm 2030, tăng khoảng 15% so với hiện nay. Các nước EU sẽ bỏ phiếu về hai dự luật mục tiêu trong những tháng tới và nếu được thông qua, luật sẽ có hiệu lực.